Những ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên công trường cao tốc Bắc Nam đoạn Qua Nghệ An, các đơn vị thi công đã thực hiện tiến độ 3 ca liên tục, tốc lực đẩy nhanh tiến độ dự án. Nhà thầu đã huy động hàng trăm xe máy phục vụ vận tải, đào đắp, vận chuyển thiết bị, xi măng, sắt thép để bạt núi mở đường. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ đã cam kết. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km thuộc hai tiểu dự án đoạn Nghi Sơn Diễn Châu và tiểu dự án đoạn Diễn Châu Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.